shop thanhsoaica.com, shop thử vận may vòng quay Free Fire. Chỉ với 19k anh em có cơ hội nổ hũ lên đến 19.999 kim cương. Và đặc biệt ở trong shop có rất là nhiều ác Free Fire ngon bổ rẻ, tha hồ cho anh em lựa chọn. Anh em nhanh tay truy cập vào shop thanhsoaica.com thôi nào. Đường link shop mình để dưới phần mô tả và phần comment cho anh em nhé. Ok, chào tất cả bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Thì trước khi vào video ngày hôm nay thì mình sẽ công bố đáp án và những người nào đã trúng kim cương của mình trong câu hỏi ở video lần trước các bạn nhá. Thì câu hỏi ở video lần trước đó chính là trong trận đấu solo của EX Devil cùng với lại OC thì EX Devil bao nhiêu kill và OC bao nhiêu kill? Thì đáp án đó chính là EX Devil 14 kill và OC 6 kill các bạn nhá. Thì ok, chúng ta hãy cùng xem là có những ai sẽ trả lời đúng nào. Đấy, mình sẽ lướt bình luận nhá, lướt từ dưới này lên nhá. Những người comment trước thì thường ở dưới các bạn nhá. Thì đây, có bạn Thanh Tú đây, 13 này, 6 này, sai này, thả tim cho cái nhá. Đấy, 13, 6 à. Có rất là, sao nhiều người trả lời 13 kill với 6 kill thế anh em? Anh em mình như bị đếm sai rồi các anh em ạ. Anh em phải xem lại video thật là kỹ nhá. 14 kill, EX Devil 14 kill và OC 6 kill các bạn nhá. Thì mình thấy hình như đây là đang là cái hiệu ứng kiểu như là một người trả lời và kiểu như những người sau là kiểu như cũng trả lời theo đây anh em. Đấy. Ở đây bạn này cũng 13 6 kill này, 13 6 kill này rất là nhiều luôn anh em. Mình nghĩ là anh em kiểu như đọc bình luận à thấy thằng này bình luận là 13 kill 6 kill thì thằng tiếp theo nó cũng bình luận như vậy hoặc là có thể là anh em đếm sai. Mình bảo anh em rồi, anh em phải xem hết video thì anh em mới được dự đoán anh em nhá. Thì anh em xem hết video thì mới được tính nữa. Nếu mà anh em không xem hết video kiểu anh em cứ đoán bừa ấy thì không được đâu. Đấy nên là anh em phải xem hết video nhá. Đây, anh em trả lời sai rất là nhiều đây. 13 6 này anh em đấy, có rất nhiều người 13 6 nha. Quảng cáo đúng lúc quá. Ok này, thả tim này. 13 này sai hết anh em ạ. Đây 14 kill đây. B, bạn này chỉnh sửa này. Bạn này chỉnh sửa nhưng mà là do bạn này kiểu như là bạn ấy xem lại video của mình, tức là bạn ấy xem hết cái video của mình, bạn ấy chỉnh sửa lại à. Mình đếm sai 1 kill, 14 kill. Chúc mừng bạn Đệ Tu Koda đã nhận được 90 kim cương của mình nhá. Một bạn rồi. 13 6 này anh em. 13 6 này, 13 6. Rất nhiều người 13 6 anh em ạ. Mình nghĩ là do là các bạn này có cái hiệu ứng ở bên dưới sao rồi. Chỉ có một bạn duy nhất thôi anh em. Đấy, một bạn duy nhất trả lời đúng đó chính là bạn Đệ Tokuda. Chúc mừng bạn này đã được 90 kim cương của mình nhá. Ok, thì anh em chú ý xem hết video ngày hôm nay, sẽ có câu hỏi ở dưới video nhá. Anh em phải xem hết video, bấm like và đăng ký kênh thì mới được tính nha anh em nhá. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với video ngày hôm nay nào. Ây yo, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với video reaction tiếp theo của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ reaction bạn Cao FF các bạn nha. Thì cách đây 4 tháng mình cũng đã từng reaction bạn Cao FF rồi. Thì ngày hôm nay mình sẽ quay trở lại để reaction bạn Cao FF xem là bạn này có cải thiện về cái kỹ năng của mình hơn hay không bạn nha. Để xem những cái đoạn highlight của bạn Cao bây giờ có chất lượng hơn ngày xưa hay không bạn nha. Thì ok, trước khi vào video reaction ngày hôm nay, các bạn đừng quên để lại cho mình một like và một lượt đăng ký kênh để mình có động lực reaction giúp đỡ thật là nhiều những bạn tài năng mới các bạn nhá. Thì còn link của bạn Cao thì mình sẽ để dưới mô tả nhá. Anh em xem video cảm thấy hay và thuyết phục đừng quên qua kênh của Cao FF giúp bạn đấy một like và một lượt đăng ký kênh nhá. Ok, chúng ta hãy cùng xem kỹ năng của Cao FF nào. Đấy, thì hiện tại bạn này đang có 338 người đăng ký rồi. Bây giờ mình bấm cho bạn này một like. Nếu mà mình xem video này cảm thấy hay và thuyết phục mình sẽ bấm đăng ký cho bạn này nhá. Rồi, vào này. Mình tăng chất lượng lên cao anh em ơi. Tăng chất lượng 1080. Đi map lớn anh em ạ. Thực sự là mình rất là thích những người nào làm highlight map lớn. Tại vì sao? Tại vì cái highlight map lớn là nó rất là khó kiếm anh em nhá. Không phải như tử chiến anh em ạ. Tử chiến thì có thể kiếm dễ hơn. Nhưng mà highlight map lớn thật sự là rất khó. Rất khó để có thể là kiếm những pha cân 3 cân 4. Đấy, tại vì ở trong map lớn thì ví dụ như các bạn bắn được 2 người rồi hoặc là 3 người rồi, tìm 2 người còn lại, 1 người còn lại thì rất là khó đúng không? Và có khả năng là không thể nào cân được cái người cuối cùng thì cũng rất là cao. Đấy, phải những người có kỹ năng và thực sự là người ta có tài năng thì mới có thể làm được những cái đoạn highlight map lớn anh em ạ. Đấy. Và thực sự những đoạn highlight map lớn thì làm rất là lâu luôn anh em. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng tập trung vào đoạn highlight của bạn này nhá. Cũng được, cân 4 cũng được đấy. Nhưng mà mình vẫn chưa thấy có xử lý ở trong cái đoạn highlight này. Người đấy. Ui, ở kéo tâm kinh nha các bạn nha. Ui, khác nha. Ui, được nha. Kéo tâm rất ok đấy anh em.
Ôi pha này là rất là khó chịu anh em ạ. Anh biết tại sao không? Đây mình cho anh em xem này. Đấy. Ok, gục đúng không anh em? Gục một bạn địch. Đấy. Đấy xong là bật ngắm thì bật ngắm định bắn cái thằng ở bên phải anh em. Anh em để ý thấy cái thằng bên phải không anh em? Đấy, gục địch đúng không? Đấy, có cái thằng bên phải kia đúng không? Đấy anh em. Đấy, bật ngắm định bắn thằng bên phải nhưng mà nó cứ ghim vào cái thằng gục anh em ạ, rất là khó chịu. Đấy. Anh em cũng gặp nhiều đúng không? Ui. Ui. Bắn 229 máu không chết anh em ạ. Chắc là do kiểu như là có cái con gì nhỉ? Con Zutatin Baby anh em. Kinh nha. Headshot ghê đấy. Quả pha này là sao anh em? Pha này bật keo. Là sao anh em? Đặt keo tròn nữa anh em. Đây nha. Đây chạy ra góc đúng không? Ok, chạy ra góc. Đặt keo một quả, hai quả. Ok, đấy hai quả là có cả cái góc đấy là kiểu như là đã keo đã tròn lại rồi anh em. Nhưng mà sao chui ra được nhà anh em? Lối à hay là gì anh em? Pha này hơi khó hiểu anh em ạ. Mình không hiểu pha này luôn anh em. Nói chung là bạn này bắn rất là bình tĩnh. Hay. Xử lý kiểu rất là bình tĩnh, không múa máy anh em ạ. Rất là hay nha, rất là ok đấy. Kiểu tâm cũng rất là tốt đấy anh em ạ. Thực sự highlight map lớn làm được như vậy là rất là hay rồi. Có vẻ như mình thấy là các bạn bên kia hơi bot một chút nhỉ. Các bạn địch hơi bot một chút nhỉ. Nhưng mà nói chung là bạn này cũng cố gắng, cũng hay đấy anh em ạ. Được. Ui, giá đạn là vào đầu anh em ạ. Bạn này bắn headshot được ấy. Ui. Kinh chưa? Này pha này ăn shot. Đấy, rất đẳng cấp nha. Hay đấy. Nói chung là đây là nói không phải là chê đâu, nhưng mà đây là mình góp ý thật sự luôn là mình thấy cái là cái đoạn highlight này bắn bot hơi nhiều một chút thôi. Mình hy vọng là Cao lần sau sẽ cố gắng kiếm những cái đoạn nào nó chất lượng một chút. Kiểu như bot hơi bot tí anh em ạ, kiểu như hơi bot chứ không phải là bot đâu, mà kiểu những người này bắn cũng không có được tốt anh em. Đấy. Sao lại cu lý? Cú lì á. Này nick cú lì à? Hay là bạn này đặt tên giống cú lì? À chắc là đặt tên giống thôi anh em. Tự nhiên thấy nick cú lì. Đó hơi bót bót một tí anh em ạ. Không phải chê đâu, nhưng mà nói chung là về cái cách bắn của bạn này thì mình thấy là cũng khá là ok đấy. Nhưng mà kiểu như là có hơi bót một tí. Mình reaction ở đây là mình reaction chân thật các bạn nha. Đấy. Ui nhưng mà nói chung là bạn này kéo tâm đỉnh đấy anh em ạ. Bạn này kéo tâm là rất là ok này. Và trong đoạn highlight thì có hơi nhiều gọi là những bạn mới chơi một tí. Đi solo squad à anh em. Đó anh em thấy chưa? Đấy. Mình nói không phải là nói kiểu như là không có bằng chứng gì cả, mà thực ra là đây là boss thật đấy anh em ạ. Đó anh em thấy chưa? Đấy. Nói chung là cần cố gắng hơn một tí là cải thiện cái chất lượng video của mình, bắn người nhiều hơn một chút. Đây thằng này người này. Đấy, thằng này là người này đấy. Thằng này là người đấy. Cứu kìa. Đấy. Vẫn có người anh em ạ, nhưng mà hơi ít một chút.
Mình nghĩ là mức danh này tầm kim cương hoặc là huyền thoại gì đấy thôi. Các bạn đừng nghĩ là huyền thoại bây giờ bắn gắt không có đâu anh em ạ. Huyền thoại bây giờ bắn cũng bình thường thôi anh em. Mình thấy là bác gấu nói là gì nhỉ, danh huyền thoại đến dưới danh thách đấu toàn bot. Nhưng mà thực sự với các bạn luôn là có bot là có thật đấy, nhưng mà là những cái người mà phải có kỹ năng thì người ta mới lên được thách đấu anh em. Ui pha này được nhá, pha này được nhá, pha này được, pha này duyệt 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 duyệt, pha này được đấy. Bây giờ thực sự là danh huyền thoại cũng nhiều bot mà anh em, nói thật mà. Danh huyền thoại cũng nhiều bot. Chẳng qua là các bạn biết tại sao lại lên cái danh của bác gấu lại khó bắn không anh em? Tại vì có rất là nhiều người đá like. Đấy, cái quan trọng ở đây là người ta đá like cơ các bạn ạ. Chứ không phải là danh thách đấu hay là lên danh... À, không phải là danh huyền thoại mà vào là là gặp người nhiều. Kiểu như là... like của bác gấu ấy thì người ta đã like nhiều nên là khó bắn thôi anh em. Đấy, chứ không phải là ấy đâu, chứ không phải là huyền thoại bắn ghê đâu anh em. Huyền thoại mình thấy cũng bình thường, tại vì mình nói chung là mình cứ mình leo từ danh đáy xã hội lên thách đấu thì mình cũng vượt qua ải huyền thoại đúng không, nên là mình cũng thấy là cũng chả có gì là căng cả các bạn ạ. Nhiều khi mà các bạn bắn ở danh thách đấu nó còn căng, cực kỳ căng luôn anh em. Đấy, phải là kéo đỉnh nhá. Nói chung về kỹ năng của bạn này thì về khả năng headshot thì bạn này cũng khá là ok đấy. Ui, đấy thấy chưa? Bạn này kéo tâm tốt đấy anh em ạ. Mỗi tội là cái đoạn video này hơi nhiều bot tí, mình chưa thấy cái thích cái điểm này thôi anh em. Nhưng mà bạn này kéo là được, kéo tâm là ok đấy. Tại vì có nhiều bot nên là vẫn chưa có nhiều pha xử lý hay. Nếu mà cao FF ấy, muốn bắn hay ấy, muốn làm map lớn ấy, thì nên học hỏi C4. Mình nói thật luôn anh em ạ, C4 hay. Cứ học hỏi C4 thôi, cứ anh em cứ bám theo kiểu cách của C4 ấy. Đấy, xem C4 xử lý như nào. Tại vì C4 là một trong những người gọi là kỹ năng hàng đầu Việt Nam rồi. À, hàng đầu Việt Nam thì không phải, nhưng mà kỹ năng highlight làm map lớn ấy thì là rất là hay. Mình nghĩ là hàng đầu Việt Nam ấy, nếu mà làm highlight là mình thấy C4 là rất là hay đấy anh em ạ. Thực sự là những đoạn highlight của C4 ấy là rất là hay luôn. Đấy, nên là bạn nào làm map lớn thì các bạn cố gắng học hỏi theo C4. Có học hỏi cái kiểu mà bắn của C4 này, hoặc kiểu xử lý này, hoặc là có thể là các bạn cũng có một cái chất riêng gì ở trong những cái pha xử lý đấy. Đấy, để tạo cho các bạn có một cái thương hiệu gì đó, đúng không? Nhiều bot quá anh em ạ. Mà không sao, nói chung là từ từ rồi sẽ được. Chỉ cần chúng ta cố gắng thôi. Làm cái gì cũng phải cố gắng anh em ạ. Kể cả làm highlight hay là làm một cái gì đó, chúng ta phải cố gắng. Mặc dù là chúng ta biết là ở cái kênh của mình bây giờ có vài trăm người đăng ký thôi đúng không. Đấy thì nghĩ là làm highlight chất lượng thì sợ là không có người xem thì mất công đúng không. Mà chúng ta cố gắng thì ông trời sẽ không bao giờ phụ lòng người các bạn ạ. Thật sự luôn, phải cố gắng. Bạn này là kéo tâm tốt này. Bạn này kéo tâm tốt này. Thao tác kèo các thứ cũng nhanh này. Chẳng qua là đoạn highlight thì có nhiều hơi nhiều bot tí thôi anh em. Cải thiện về cái chất lượng highlight là được. Bắn người một tí là ok đấy. Mình nghĩ là cái khả năng của bạn này bắn người thì cũng rất là ok đấy. Đấy, kéo tâm là cứ dính đầu anh em ạ. Đỉnh đấy anh em ạ, thằng này kéo tâm rất hay. Highlight các bạn biết hay nhất là phần nào? Cái phần xử lý đấy các bạn ạ. Cái phần xử lý là hay nhất luôn, thật sự luôn. Xử lý là hay nhất các bạn ạ. Rồi mới đến máu đỏ. Đấy. Xử lý rồi mới đến máu đỏ nha các bạn nha, thật sự luôn. Các bạn xem một đoạn highlight mà người ta xử lý hay, người ta lườn lách các kiểu, người ta cân bốn sẽ hấp dẫn hơn là những pha kéo máu đỏ. Đấy. Kiểu kéo thằng này chết, kéo thằng kia chết, kéo thằng kia chết thì nó cũng khá là bình thường đúng không? Đấy. Nói chung là kỹ năng phun đỏ thì tất nhiên là cũng phải áp dụng vào trong đoạn highlight, nhưng mà chúng ta nên có xử lý anh em ạ. Mình thích xử lý lắm, rất nhiều người thích xử lý luôn, không phải riêng mình đâu. Xử lý mà bắn máu vàng cũng được nha, xử lý mà bắn máu vàng cũng được nha các bạn nha.
kill. Nhạc chiêu đấy. Hai là hai toàn đầu à? Làm kiểu kiểu của C4 này. Ok, nói chung là bạn này thì cũng gọi là có kỹ năng đấy các bạn ạ. Nên là mình hy vọng là các bạn cũng cố gắng qua kênh của bạn này, giúp bạn ấy một like và một lượt đăng ký kênh, để bạn ấy có cái động lực để bạn ấy cải thiện cái chất lượng video của mình hơn. Đấy, ví dụ như các bạn qua đấy, các bạn bấm like, đăng ký kênh đúng không, thì bạn ấy ủa, mọi người ủng hộ mình thì lần sau mình sẽ cố gắng làm thật là nhiều những đoạn video hay cho mọi người cùng xem. Đấy, thì các bạn nhớ là qua ủng hộ cho bạn Cao nhá. Ok, mình cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết đoạn video reaction này của mình. Nếu các bạn thấy hay, đừng quên để lại cho mình một like và một đăng ký kênh để mình có động lực reaction thật là nhiều những bạn có tài năng ở Việt Nam các bạn nhá. Ok, mình xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những video tiếp theo nhá. Bye bye.